Hỏi, Bồ Tát khi mạc chung đã xả thiền định rồi, còn cầu tu học gì nữa mà nguyện sanh về cõi dục? Đáp, vì thấy chúng sanh ở cõi dục tâm tánh cuồng lạ, nên sau khi mạc chung Bồ Tát nguyện sanh về đây để giáo hóa họ, cứu họ thoát khổ, khiến họ nhiếp tâm về chánh niệm. Hỏi, vì sao khi sanh làm người ở cõi dục, Bồ Tát lại chọn sanh vào các dòng họ lớn? Đáp, vì sanh vào các dòng họ lớn mới có nhiều trí huệ, có nhiều của cải, có nhiều thế lực, nhờ vậy mà có nhiều sức phương tiện để làm lợi ích cho chúng sanh. Trái lại, nếu sanh vào các nhà bần cùng hạ tiện thì cầu tự lợi còn chưa được, huống nữa là làm các việc lợi lạc cho chúng sanh. Kinh này Xá-lợi-phất lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi dùng các sức phương tiện chẳng tùy thiền định sanh mà sanh về các cõi trời dục giới để thành tựu chúng sanh ở các cõi này, và cũng để thanh tịnh Phật độ, được gần gũi chư Phật. Luận, hỏi chư thiền ở các cõi trời dục giới đắm chấp năm dục rất khó được hóa độ, như vậy vì sao Bồ Tát còn nguyện sanh về các cõi trời này? Đáp, mặc dù chư thiên ở nhiều cõi trời dục giới thường đắm chấp dục lạc khó được hóa độ, nhưng Bồ Tát vẫn phát đại nguyện sanh về nơi đây để hóa độ họ. Thế nhưng ở nhiều cõi trời dục giới khác, như các cõi trời tam thập tam thiên, trong số chư thiên có rất nhiều vị rất thánh thiện, nhàm chán năm dục. Lại nữa, ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên thường có các Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đến thuyết pháp, nên chư thiên ở cõi trời này có được tín tâm thanh tịnh. Kinh này Xá-lợi-phất lại có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, dùng sức phương tiện nhập vào sơ thiền, đến khi mạng chung sanh về cõi trời Phạm Thiên, làm Phạm Thiên Vương, dạo chơi các cõi Phật. Đến nơi nào có vị Bồ Tát mới được vô thượng Bồ Đề, mới thành Phật mà chưa truyền pháp luân thì xin khuyến thỉnh truyền pháp luân. Luận, hỏi từ nơi sơ thiền làm sao Bồ Tát có đủ sức phương tiện để sanh lên cõi Phạm Thiên? Đáp, tuy ở nơi sơ thiền nhưng Bồ Tát chẳng chấp đắm thiền vị, lại thường niệm Phật đạo, thường nhớ bản nguyện độ sanh, nên thiền cùng hòa hợp với từ tam muội dẫn sanh các sức phương tiện tùy nguyện sanh về cõi Phạm Thiên vậy. Hỏi, vì sao Bồ Tát lại nguyện sanh làm Phạm Thiên Vương? Đáp, do tu tập phước đức nhân duyên trong nhiều đời nên Bồ Tát thường sanh làm Phạm Thiên Vương, dẫn đến khi sanh vào loài nai cũng là nai chúa. Bồ Tát phát đại nguyện thỉnh Phật truyền pháp luân, nên trong khắp 3000 thế giới, Bồ Tát đi từ nơi này đến nơi khác, và ở đâu thấy có vị Phật mới thành chưa chuyển pháp luân thì liền xin thỉnh chuyển pháp luân. Bởi nhân duyên vậy nên trong kinh nói Phạm Thiên Vương thường khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân. Kinh này Xá-lợi-phất lại có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thật hành bát nhã ba la mật, dùng các sức phương tiện nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, từ bốn niệm xứ dẫn đến tu tám thánh đạo, nhập vào các tam muội không, vô tướng và vô tác, nhưng chẳng tùy thiền định sanh mà sanh vào các nơi nào có Phật xuất thế để tu phạm hạnh, hoặc sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Đến khi mạng chung vẫn chẳng mất chánh niệm, vẫn đầy đủ thiện căn, nên đều vô số trong ngàn chư thiên vây quanh cung kính. Bồ Tát sanh về nơi đây là sắp được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Luận, hỏi Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đã trú ở thập địa rồi, đã đầy đủ các công đức rồi mà còn tu tập gì nữa? Đáp, vì chưa vào niết bàn nên Bồ Tát vẫn còn tu tập các thiền định và các tam muội. Lại nữa, Bồ Tát ở trong cõi trời và cõi người nên phương tiện khai thị thiên pháp và nhân pháp để tu tập cầu đạo, và dẫn dắt hàng trời và hàng người tu tập cầu đạo. Lại nữa, Bồ Tát tuy ở trong thập địa mà vẫn còn có các tập khí dư tàng, cũng như ở nơi các pháp vẫn còn có chỗ chưa được rõ nên còn phải tu tập. Lại nữa, Bồ Tát thật hành 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn mà chưa chứng nên phải tu tập thêm. Lại nữa, các vị Bồ Tát này tuy trong hàng Bồ Tát là lớn đại mà so với Phật vẫn còn là nhỏ tiểu nên còn phải tu tập thêm. Trong kinh Phóng Bát có nêu mẩu chuyện sau đây. Ngài Bồ Tát Di Lặc hỏi Ngài Bồ Tát Văn Thù rằng, như về sau này tôi thành Phật vào trong hàng xa thế giới để cứu độ chúng sanh thì Ngài có thể hay biết được các chỗ nhấc chân và bước chân của tôi được không? Ngài Văn Thù trả lời, tôi chẳng sao hay biết được vậy. Bởi vậy nên hàng thập chúng Bồ Tát vẫn còn có chỗ chưa hay biết, vẫn còn có chỗ phải học hỏi thêm vậy. Hỏi, vì sao Bồ Tát nhất sanh bổ xứ chẳng muốn rộng độ chúng sanh mà lại muốn gần Phật, muốn được làm Phật. Đáp: Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ trải qua nhiều kiếp đã rộng độ chúng sanh, nay ở trước Phật, Bồ Tát muốn được Phật thọ ký cho. Đây là mật ý nói rằng pháp Phật rất thậm thâm vi diệu, nên các vị Bồ Tát muốn được nghe, muốn được thưa hỏi Phật mãi mà chẳng bao giờ nhàm chán cả. Lại nữa, vì muốn thưa hỏi Phật thì phải ở gần bên Phật để được Phật dạy bảo cho. Hỏi: Vì sao vào thời Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni đã là Bồ Tát mà vẫn còn sanh ác khẩu, còn dùng những lời phỉ báng Phật? Đáp: Như trước đây đã nói rằng pháp thân Bồ Tát dùng đủ các phương tiện biến hóa để độ chúng sanh. Bởi vậy có khi Bồ Tát phải thị hiện ảnh nhân pháp, thị hiện tạo các nghiệp như người ở thế gian vậy. Trong kinh có chép một chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như sau. Phật Ca Diếp khi còn là Bồ Tát có người em tên là Uất Đà La. Ông Uất Đà La là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Ca Diếp đã có trí huệ thuần thục nên chẳng thích nói nhiều. Ông Uất Đà La vì chưa được đầy đủ trí huệ nên thường thích luận nghị. Người thời bấy giờ lầm tưởng ông Uất Đà La giỏi hơn anh. Về sau Ngài Ca Diếp xuất gia được đạo và thành Phật hiệu là Ca Diếp. Còn Ngài Uất Đà La thì làm vua ở cõi Diêm Phủ Đà. Vua Uất Đà La mời 500 vị Bà La Môn vào cung đảm đạo. Chịu ảnh hưởng của các Bà La Môn, nhà vua giấy tâm hủy báng Phật pháp. Lúc bấy giờ, nhà vua có một bạn thân từ thuở bé tên là Năng Đà Bà La. Ông Năng Đà Bà La là một cư sĩ tịnh tín, đệ tử thọ nam giới của Phật Ca Diếp. Và một hôm, vua Uất Đà La ngự trên cỗ xe vàng có ngựa kéo ra khỏi cung thành, thoạt nhìn thấy ông Năng Đà Bà La từ xa đi lại. Nhà vua cất tiếng hỏi: Năng Đà Bà La, ông đi đâu vậy? Ông Năng Đà Bà La đáp: Anh của ngài đã được đạo vô thượng Bồ Đề, tôi đang đi cúng dường Phật đây, ngài nên mau đi theo tôi để hầu Phật. Nghe nói như vậy, vua Uất Đà La tự nghĩ rằng nếu ta đến hầu Phật thì quần thần sẽ cho là ta thua Phật. Nghĩ như vậy rồi nhà vua đáp: Ông đầu trọc kia đâu có chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Ông Năng Đà Bà La nổi giận nắm tay nhà vua kéo lại và nói với nhà vua rằng ngài không thể không đến hầu Phật được. Vua Uất Đà La bèn nói với quần thần rằng: Này bạn thân của ta đã khuyên như vậy, ta không thể không đến hầu Phật được. Ngay sau đó vua tôi cùng đi đến chỗ Phật. Vua Uất Đà La vừa thấy tướng hào quang trang nghiêm của Phật, tiền say tín tâm thanh tịnh, nhà vua cúi đầu đảnh lễ Phật rồi đứng ra một bên. Phật vì nhà vua thuyết một thời pháp, nghe xong thời pháp nhà vua liền vào được các Đà La Ni môn và các Tam Muội môn. Thế rồi nhà vua truyền các quần thần lui về, từ chỗ ngồi đứng dậy. Nhà vua phát tâm Bồ Đề thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xin nguyện được làm tỳ kheo. Phật tán thán: Thiện lai tỳ kheo. Một chuyện trên đây cho thấy Bồ Tát thị hiện ác khẩu nhưng chẳng phải là ác tâm hủy báng Phật vậy. Hỏi: Vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni còn phải chịu 8 tội báo và phải chịu 6 năm khổ hạnh? Đáp: Pháp Tiểu Thừa khác với Pháp Đại Thừa rất nhiều. Tiểu Thừa chẳng có nói đến Pháp thân Bồ Tát, chẳng biết đó là bí mật Pháp có vô lượng thần lực, mà phần nhiều chỉ nói về việc đoạn các kiết sử để chứng niết bàn. Lại nữa, nếu Phật chẳng thị hiện thọ 8 nạn, thì hàng chư thiên dẫn đến hàng rồng, hàng quỷ, thần sẽ khởi tâm nghi. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng Phật còn lưu ác nghiệp mà chẳng thấy có thọ quả báo. Do đó họ sẽ chẳng còn tin về nhân duyên nghiệp báo nữa. Phật thấy rõ chỗ nghi của họ nên thị hiện cho họ thấy rằng đã có tạo nghiệp là có thọ quả báo. Đây là lý do vì sao Phật thị hiện thọ 8 tội báo. Lại nữa, nếu Phật chẳng có thị hiện tu khổ hạnh thì người đời sẽ chẳng tin, họ sẽ cho rằng Phật là vị thái tử, con vua tịnh phạn, quen sống cuộc đời vương giả, chẳng sao có thể tu khổ hạnh được. Lại vì các ngoại đạo tu theo pháp khổ hạnh nên Phật thị hiện tu khổ hạnh để dìu dắt họ vào Phật đạo. Bởi hai nhân duyên này mà Phật thị hiện thọ 2 quả báo như đã nêu trên đây, chẳng phải là Phật gây ra tội ác mà Phật phải thọ các quả báo vậy. Nên biết Phật là bậc đại giác đã đoạn sạch các bất thiện pháp, nên chẳng còn phải thọ các quả báo nữa. Lại nữa, vì thương xót chúng sanh độn căn thiểu trí mà Bồ Tát thị hiện hành các pháp thế gian. Có lúc Bồ Tát thị hiện dùng ác khẩu phỉ báng Phật, như trường hợp vua Uất Đà La nêu trên đây, để làm duyên khởi dẫn dắt người khác vào đạo. Nên biết Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ chẳng còn sân nhuế kiêu mạn. Đối với một người phạm tội mà Bồ Tát còn chẳng dùng lời mắng nhiếc, huống nữa là đối với Phật. Đây chỉ là những phương tiện thiện xảo mà Bồ Tát phải dùng để độ sanh. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thọ thân một vị Bà La Môn. Vì Bà La Môn ấy thấy Phật và chúng tăng ăn quá mau, bèn phát lời nói rằng những người này đáng ăn lúa mạch của ngựa. Do lời nói ấy mà phải thọ vô lượng khổ đến khi thành Phật rồi, mà còn phải ăn lúa mạch của ngựa suốt 3 tháng trời, nên biết việc Phật thị hiện ăn lúa mạch của ngựa như vậy cũng chỉ là phương tiện. Trong kinh Thành Văn có nói rằng Phật thường thọ thân nam, thường sanh vào nhà quyền quý, chẳng đọa vào ác đạo trong suốt 91 kiếp từ thời Phật Tỳ Bà Thi đến nay. Lại có dẫn chứng lời Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni rằng ông sẽ chẳng còn đọa vào ác đạo và ở trong đời vị lai sẽ thành Phật. Những lời dẫn chứng trên đây cho thấy rằng sự việc Phật thị hiện thọ các quả báo chỉ là phương tiện thiện xảo để độ sanh vậy. Hỏi, cả hai tội báo của Phật đều có ghi trong Tỷ Ni Tạng, như vậy vì sao nói trong suốt 100 kiếp mà Phật chẳng bị đọa ác đạo? Đáp Hằng Thanh Văn, tùy theo A Tỳ Đàm mà luận nghị, lập ra bộ Tỳ Bà Sa. Luận nghị về hai tội báo trên đây của Phật chỉ được ghi trong bộ Tỳ Bà Sa, chẳng có ghi trong bộ Tỷ Ni Tạng, vậy chớ có nên nhầm lẫn. Lại nữa, như Ngài Bà Câu La chỉ cúng dường chư tăng một quả Xá-lợi-phất mà được phước báo 91 kiếp chẳng đọa vào ác đạo. Như vậy Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã đem thân mạng bố thí, đã thành tựu vô lượng công đức, chẳng có thể phải đọa địa ngục vì một tội nhỏ được. Đây là vì hàng tiểu thừa do chẳng biết được các sức phương tiện của Bồ Tát dùng để độ sanh mà nói ra như vậy, chớ nên y vào bộ luận Tỳ Bà Sa mà nêu lên lời vấn nạn. Lại nữa, Phật đã tự nói lên các nhân duyên độ chúng sanh, ví như khi Bồ Tát mới sanh đã thị hiện đi 7 bước, nói kệ rồi lại trở lại thân hài nhi bình thường, vân vân. Như vậy Bồ Tát thị hiện vô lượng phương tiện để làm lợi ích chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh vào đạo giải thoát mà Hằng Thanh Văn chẳng có biết rõ được. Hỏi, vì sao Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ chỉ sanh ở cõi trời Đâu Xuất mà chẳng có sanh ở các cõi trời khác? Đáp, trừ thiền ở các cõi trời khác như cõi trời Trường Thọ Thiên, chẳng có biết được hạnh nguyện của Bồ Tát nên thường sanh tâm nghi, cho đó là việc viễn hóa. Nếu sanh ở trong loài người, cùng chịu sanh tử như loài người và tu được thành Phật, thì hàng trời sẽ chẳng có tin, còn loài người sẽ sanh kiêu mạn, cho nên Bồ Tát phải thị hiện sanh về cõi trời Đâu Xuất, rồi từ cõi trời Đâu Xuất sanh xuống làm người, khiến cả hàng trời lẫn loài người đều sanh cung kính. Lại nữa, chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất đã được tâm nhu nhuyến, đã mỏng kiết sử, nên cõi trời này thường là trú xứ của các vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Ví như vị thái tử trước khi lên ngôi phải chỉ tra giữ giới ở trong thất suốt thời gian 7 ngày, sau đó mới lên chánh điện thọ phương vị. Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ cũng là như vậy, trước khi làm Phật thường ở cõi trời Đâu Xuất, rồi từ đó thị hiện sanh về cõi người. Khi Bồ Tát khởi niệm thọ sanh làm người, chư thiên vì muốn phò trợ đạo pháp nên đã khiến vô lượng chúng ma đến quấy nhiễu. Đây là những phương tiện để thử tâm Bồ Tát. Lại nữa, khi đã thọ thân người, Bồ Tát thị hiện rời bỏ 5 dục lạc, nhàm chán các cảnh giả bệnh chết, thị hiện xuất gia dẫn đến được đạo vô thượng Bồ Đề. Trong kinh Bổn Sanh có nói rõ: Kinh này Xá-lợi-phất, có Bồ Tát đầy đủ 6 thần thông, chẳng sanh về 3 cõi, mà chỉ đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để cung kính, cúng dường, tán thán chư Phật. Lại có Bồ Tát dùng du hí thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác. Bồ Tát đến đâu thì ở cõi đó chẳng còn có Thanh Văn và Bích Chi Phật thừa, dẫn đến chẳng còn có danh tự Nhị thừa. Lại có Bồ Tát dùng du hí thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác. Bồ Tát đến đâu thì ở cõi đó thọ mạng vô lượng. Lại có Bồ Tát dùng du hí thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác. Bồ Tát đến những nơi chưa có Phật Pháp để tán thán công đức của Phật Pháp Tăng, nên sau khi mạng chung sẽ được sanh về cõi có Phật. Luận như trước đây đã phân biệt 2 hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát Pháp Thân, hạng Bồ Tát Sanh Thân. Bồ Tát Pháp Thân là hạng Bồ Tát đã đoạn sạch kiết sử và đã được lậu tận thông. Bồ Tát Sanh Thân là hạng Bồ Tát chỉ mới ly dục và mới được 5 pháp thần thông. Hỏi, hạnh nguyện của Bồ Tát là độ thoát chúng sanh, như vậy vì sao Bồ Tát còn muốn trở về thế giới Phật, là thế giới thanh tịnh, thế giới vô lượng thọ? Đáp, ở đây nên phân biệt 2 hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát có nhiều từ tâm vì chúng sanh mà thị hiện sanh về những nơi không có Phật Pháp Tăng, tán thán Tam Bảo, dạy cho chúng sanh tu các thiện pháp, khiến họ phát khởi được Bồ Đề tâm rồi dần dần vào được đạo. Hạng Bồ Tát tu các công đức cho đến khi được nhất thừa đạo thanh tịnh. Hạng Bồ Tát này thì hiện sanh đến cõi vô lượng thọ, là cõi nước tốt đẹp thanh tịnh nhất, nhằm khuyến tấn chúng sanh tu tập để mau đến cảnh giới Phật. Kinh này Xá-lợi-phất, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã được sơ thiền dẫn đến đệ tứ thiền, cũng đã được 4 vô lượng tâm, được 4 vô xác định, đã tu 4 niệm xứ, 8 thánh đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng sanh vào 3 đường ác, mà thường sanh vào những nơi mà chúng sanh đã có thiện căn để nói pháp. Luận: Bồ Tát dù sanh ở bất cứ nơi nào, hoặc là chỗ có Phật, hoặc là chỗ không có Phật, hoặc là chỗ thanh tịnh, hoặc là chỗ uế tạp, đều cũng chỉ nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Ở đâu Bồ Tát cũng dùng 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tông, 4 vô xác định làm lợi ích cho chúng sanh, dạy họ hoặc chỉ giới tại gia, hoặc chỉ giới xuất gia, khiến họ thành tựu được thiền định trí huệ. Về thế giới thanh tịnh nên phân biệt có 2 thứ, đó là thế giới hiện có Phật, thế giới mà Phật đã diệt độ. Ở các thế giới hiện có Phật đang trụ thế, Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh đến với Phật để được nghe pháp, khiến họ được nhiều lợi ích. Ở đâu Bồ Tát cũng dùng tài thí và pháp thí làm lợi ích cho chúng sanh. Đối với người tại gia, Bồ Tát thường dùng tài thí. Đối với người xuất gia, Bồ Tát thường dùng pháp thí. Kinh: Này Xá-lợi-phất, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thật hành 6 pháp ba la mật, và Bồ Tát vị được bất thối chuyển. Lại có Bồ Tát vừa sơ phát tâm liền được vô thượng Bồ Đà, liền chuyển pháp luân làm lợi ích cho chúng sanh, rồi sau khi nhập niết bàn, chánh pháp còn trụ thế thêm một kiếp nữa. Lại có Bồ Tát vừa sơ phát tâm liền được tương ứng với Bát-Nhã ba la mật, và đã cùng trăm ngàn vị Bồ Tát khác đi từ cõi này đến cõi khác để thanh tịnh Phật độ. Luận: Ở đây nên phân biệt có 3 hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát lợi căn thượng trí, tâm kiên cố, từ trước đã tu vô lượng công đức trí huệ, đã từng gặp Phật nghe pháp, đã được đầy đủ 6 pháp ba la mật. Hạng Bồ Tát này khi vừa phát tâm là liền được vào Bồ Tát vị. Hạng Bồ Tát độn căn thiểu trí, sau khi phát tâm vẫn phải tu tập 6 pháp ba la mật, vẫn phải cúng dường chư Phật trong khắp 10 phương, rồi rất lâu sau mới hết được vào Bồ Tát vị. Hạng Bồ Tát sau khi phát tâm dần dần bị nhiễm các tạp ác tâm, thường sanh niệm trước ngã, thường mong cầu thủ chứng, khiến cho công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đà bị trì trệ. Hạng Bồ Tát này phải tu tập trong nhiều A Tăng kỷ kiếp nữa mới vào được Bồ Tát vị. Như vậy là tùy theo Bồ Tát có phước đức nhân duyên dày hay mỏng, đã tu đầy đủ 6 pháp ba la mật hay chưa tu đầy đủ 6 pháp ba la mật, đã được tâm kiên cố hay chưa được tâm kiên cố, mà việc được vào Bồ Tát vị hay được quả vị vô thượng Bồ Đề có mau có chậm sai khác. Ví như có 3 người dùng 3 loại xe khác nhau để cùng đi đến một địa điểm. Người thứ nhất dùng xe ngựa, người thứ hai dùng xe trâu, người thứ ba dùng xe dê. Nếu 3 người cùng khởi hành một lúc thì người đi xe ngựa sẽ đến đích nhanh nhất, người đi xe trâu đến chậm hơn, còn người đi xe dê phải thật lâu sau mới đến nơi trốn được. Tóm lại, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phân biệt có 3 hạng, đó là hạng Bồ Tát đã có phước đức thanh tịnh, hạng Bồ Tát tội ít phước nhiều.